7 trừ đi. 7 trừ 2. Đúng rồi, vậy thì 7 trừ 2 dẫn bước lên số mấy chắc nhỉ? 7 trừ đi 2 thì đầu tiên giữa phải bước lên số 7. Ok, dẫn bước lên đi. Rồi, bắt đầu đếm bằng 1, rồi nhảy lên số 1. 1 nhảy lên số 1, ok. 3 3 4 5 6 7. Rồi, đến 7 chưa? Rồi, trừ đi 2 sẽ quay lại nào. Trừ đi 2 sẽ nhảy lại 2 bước cho mẹ nhá. 1 1, rồi 2, rồi, vậy là bằng mấy đấy con xem chân con đang dẫn vào số mấy? Tôi tự 5. À, vậy cái bóng 5 là sẽ ra lấy số 5 nào. 7 trừ 2 bằng. Yeah. Đặt đúng ô nhá, 7 trừ 2 đâu. Bằng sao số bằng, bằng sao số bằng ấy. Được chưa? Dạ. Ok, tiếp theo là nhảy vào số 1. Vừa nhảy vào đếm nhỉ? 1, rồi, tiếp 2, đúng rồi 3, 4, 5, sao 6 chưa? 6. Rồi, 6 trừ đi mấy đấy con? 6 trừ đi 4. À, thế bây giờ sẽ nhảy lại cho mẹ 4 bước nào, quay lùi lại nào. Đứng vào số 6 đi. Rồi, trừ tức là bớt đi đúng không con? Là bây giờ con phải nhảy lùi lại nhá. Con phải nhảy lùi lại 4 bước nào. Tôi nhảy vừa đếm nào. 1. Vừa nhảy vừa đếm. 1. Ừ, tiếp. 2. 3. 4. Đúng chưa? 4 chưa con? 4. Vậy là sữa đang đứng ở số 4. Sữa đang đứng ở số mấy? Số 2. Vậy là kết quả bằng 2. À, vậy là 6 trừ 4 đi 2. 6 trừ 4 bằng 2. Các lấy kết quả đi con dám lại cho mẹ nhá. Nào, 6 trừ 4 nào. Đúng rồi. Ok, bây giờ là 10 trừ đi 4 thì sẽ nhảy lên số mấy nhỉ? 10 trừ đi 4 thì sẽ nhảy lên số mấy nữa nhỉ? Số 10. Số 10 rồi sẽ nhảy bừa đấy nào. 1 2 3 4 okay. 5 6 7 9 10. Con đứng vào đi. Rồi, 10 quay lại nào. 10 trừ 4. À, 4 mẹ sẽ nhảy lại cho mẹ 4 bước. Bắt đầu, đấy nào. 1 tiếp 2 3 4 chưa? 10 trừ mấy? 10 trừ 4. À, thế là 4 chưa nhỉ? Dạ. Rồi, kết quả bằng? 4. Kết quả là con đang đứng ở số mấy đấy? Số 10 6. À, vậy là 10 trừ 4 bằng? 6. Đúng rồi, sẽ ra lại kết quả nhá. Đây, đây. Ok. Rồi, đẩy lên đi nào. Rồi, số mấy đấy các bạn? Mẹ 10 chứ? 10 trừ... Nhưng mà bảng con chỉ có cho mẹ 10 10 chứ? 4 bằng? Bằng đúng rồi. Ừ, bây giờ là 8 là sẽ nhảy đến số mấy nhỉ? Số 8. Đúng rồi, sẽ lên số 8 nào, nhảy nào. Từ bên ngoài nhảy vào số 1 mới là 1 con. Con đứng ra ngoài. Con đứng ra ngoài rồi, bắt đầu. 1 2 3 4 5 6 7 8. Được chưa? Dạ. Rồi, bây giờ 8 trừ đi 7 sẽ nhảy lại 7 bước luôn. Đếm nào. 1 ừ. 2 ừ. Sẽ đang đứng lên số mấy đây? Vậy là kết quả một. Kết quả bằng 1 rồi, sẽ ra kết quả đi vào. Hả? Rồi, 8 trừ 7 đâu? 7. Đứng rồi, giỏi quá. Rồi, tính 5 nhá. 1 2 3 4 5. Rồi, quay lại nào. Rồi, 5 trừ đi mấy con? 1. Rồi, là con nhảy lại mấy bước nhỉ? 4 nhá. Ok. 1. Rồi, vậy là sẽ đang đứng lên số mấy? À, vậy kết quả 5 trừ 1 bằng 4. Ok, sẽ tìm kết quả giãn cho mẹ nào. Rồi, kết quả 5 trừ 1 bằng. Đặt sao số bằng nhá. Đúng rồi. 5 bước lên nhảy số 9 được không? Chắc không? Đi xong. Bước 2 cho mẹ cùng lúc không? 2. Ok. 3. 6. 7. Ừ. Rồi, 9 giờ sẽ quay lên lại nào. 9 trừ đi. 9. Trừ đi, còn cái tính cuối cùng là 9 trừ đi. 6 là sẽ nhảy lại 6 bước nào. Đứng từ số 9 nhảy lại 6 bước nhá. Số 9 các bạn. Rồi, đếm nào. 1 2 3 4 2 chân nào, 2 chân trụ vào nào. Rồi, tiếp 5. Rồi. Tiếp đi con. 6. Rồi, sẽ đang đứng lên số mấy đấy? Số 3. À, vậy 9 trừ 6 bằng? Bằng 3. Rồi, bây giờ sẽ đi tìm số 3 đi. Sẽ tìm số 3 trên bảng đi xong sẽ dán vào phần kết quả nhá. Hàng cuối cùng con, mình đang tìm kết tính là 9 trừ 6 hàng cuối cùng đấy. Yeah, hết rồi. Hết rồi, sẽ đã tìm được cho mẹ rất là nhiều kết quả, mẹ cảm ơn. Không. Đẹp quá. Có.